nhắc đến. Xin em đừng nhắc đến. Tình kia. Quốc Khánh xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Heart to Heart của Christine Sa và chào Christine. Chào Quốc Khánh, welcome back. Oh, thanks. Thưa quý vị, chào Christine, xin tiết lộ là chắc quý vị cũng nhớ người khách mời đặc biệt đầu tiên của chương trình Heart to Heart là anh Quốc Khánh. Xin kính mời quý vị hãy xem lại một vài phút từ cuộc phỏng vấn đó đã được chiếu gần 2 năm trước. Christine có đăng lên account Facebook của Christine nói là sẽ được phỏng vấn anh Quốc Khánh, thì có ai nếu mà có câu hỏi cho Khánh xin gửi cho Christine. Christine nhận được rất nhiều email từ phụ nữ không? À dạ. Yeah. Aha. Và cô nào cũng muốn hỏi cô no, không phải là một câu, cũng một hai ba câu nhưng mà nó giống nhau. Thứ nhất là Quốc Khánh ngay bây giờ có một cô bạn gái hay là không? Maybe. Maybe. Not yes, not no. Maybe. Okay. Bây giờ thì câu hỏi đó thì Quốc Khánh nghe cũng nhiều. Trả lời yes thì cũng lỗ. Mà no thì người ta kêu mình xạo. Thôi tốt nhất là maybe. Quốc Khánh cũng đoán biết trước là chương trình này sẽ được yêu thương và được đón tiếp bởi quý vị khán giả xem đài SBTN. Tại vì khi mà Quốc Khánh lần đầu tiên phỏng vấn với Christine Sa đó thì thưa quý vị là khi nói chuyện thì rất là tự nhiên, và những gì mình muốn nói mình tự nhiên mình nói rất là suôn sẻ, làm cho có một cái không khí rất là ấm áp và dễ tâm sự. Trong cái cuộc phỏng vấn lần đó đó, Christine cũng đã coi lại hôm nay để mình nhớ mình nói về cái gì. Để đừng nói lại đúng không? Không, để mình follow up, mình muốn biết. Muốn biết là bây giờ. Đừng nói lại kỳ đó. Nói lại vậy được, mình chắc hết hai bên thôi. Nếu Christine nhớ là trong cái cuộc phỏng vấn đó thì Khanh có chia sẻ rất nhiều về thứ nhất là gia đình. Thì Christine cũng biết Khanh là một người rất là family oriented, phải không? Thì mình biết về mẹ của Khanh nhiều hơn là về ba trong cái cuộc phỏng vấn đó. Thì hôm nay cho Christine hỏi ngược lại, Quốc Khánh có thể chia sẻ một chút về cái relationship giữa Quốc Khánh và ba. Đây là có nhiều người khi mà Quốc Khánh đi show cũng vậy, hay là gặp Quốc Khánh ở ngoài đời thì đôi khi hỏi tác giả Vũ Thanh là ai. Tại vì Quốc Khánh tác giả Vũ Thanh đã viết rất nhiều lời dịch cho những bài hát mà Quốc Khánh hát trên Asia và trong CD của mình. Thì kể cả bài Palamos nữa, tác giả Vũ Thanh cũng đã dịch lời cho phẩm đó. Xin sẵn đây xin trả lời với tất cả quý vị, tác giả Vũ Thanh chính là bố của Quốc Khánh. Và xin mời bố đến đây. Và người mà hay hỏi bố Quốc Khánh viết này viết kia cho ai là mẹ của Quốc Khánh. Kính thưa quý vị, và cũng như Christine là Quốc Khánh lớn lên hồi nhỏ cho tới lớn thì có vẻ gần gũi với mẹ hơn, nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Tại vì bố thì cũng như là Quốc Khánh đã nói kỳ trước là trong gia đình Việt Nam chúng ta hồi xưa thì Quốc Khánh, theo Quốc Khánh được thấy là người cha đi làm còn người mẹ nội trợ, đúng không? Thì con cái là do mẹ nuôi dưỡng lên, hàng ngày thì mỗi ngày thì chỉ thấy mẹ, và bố thì đi làm về rồi mới gặp, rồi mới trò chuyện, mới nói chuyện. Nhưng cái điều mà Quốc Khánh muốn tâm sự với quý vị, nếu mà hỏi về bố của Quốc Khánh á, thì tâm sự một chút về cái khoảng thời gian gần đây, cái sinh hoạt của bố Quốc Khánh gần đây.
khi mà Quốc Khanh bắt đầu làm việc cho trung tâm Asia và phải xa gia đình qua Cali để mình có thể làm việc dễ dàng hơn thì những sinh hoạt chung với bố không có còn nữa. Như hồi Quốc Khanh còn ở bên Florida thì sinh hoạt văn nghệ là bao giờ cũng bố con đi làm việc chung với nhau, đi chơi nhạc ha, rồi làm cho cộng đồng cũng bố với Quốc Khanh bao giờ cũng làm việc chung với nhau, sinh hoạt chung với nhau. Mà cho tới khi mà khoảng hơn 4 năm trước thì Quốc Khanh làm việc cho trung tâm Asia thì phải xa nhà, cho nên không có còn sinh hoạt được nữa. Và trong cái thời gian 4 năm nay thì bố Quốc Khanh lại sáng tác nhạc. Bố Quốc Khanh không có tự cho mình là một người nhạc sĩ. Theo Quốc Khanh nghĩ và thấy là bố Quốc Khanh mượn những câu chuyện trong đời của mình, những cái gì mà bố Quốc Khanh đã trải qua trong cuộc sống, và mượn âm nhạc để ghi lại. Và không phải riêng âm nhạc không, mà bố Quốc Khanh lại viết rất nhiều thơ trong thời gian qua, gần đây. Viết rất nhiều thơ, văn khi có những thời gian mà rảnh rỗi và có vẻ có thể nói là buồn. Buồn đây là vắng đi một người ở trong gia đình, sinh hoạt chung. Và những thời gian mà rảnh rỗi đó thì bố Quốc Khanh lại chọn là viết thơ, viết nhạc để ghi lại những gì mà bố Quốc Khanh trải qua, học hiểu và hiểu biết trong cuộc đời của bố Quốc Khanh. Nói tới như vậy thì Christine muốn biết là Quốc Khanh có đã trình diễn một trong những cái nhạc phẩm này chưa? Có, trong live show của Quốc Khanh năm nay, phát hành hồi khoảng chừng tháng 2 thì Quốc Khanh nghĩ là chính xác. Thì trong live show đó Quốc Khanh có hát một nhạc phẩm của bố Quốc Khanh viết, đó là nhạc phẩm Gọi Mẹ Ơi. Nhạc phẩm này Quốc Khanh nghĩ là câu chuyện đó là một câu chuyện cá nhân của bố Quốc Khanh ghi lại trong nhạc phẩm, nhưng lại nghĩ là rất gần gũi với tất cả các chú các bác mà cái thế hệ của bố Quốc Khanh phải xa quê hương, xa mẹ mình để cho gia đình và con cái có được một cuộc sống tự do. Thì nhạc phẩm đó được viết khi bà nội của Quốc Khanh mất. Khi xa mẹ, xa quê hương cũng 20 năm. Nhưng khi mà gặp lại bà nội thì chỉ thấy được bà nội khi bà nội đã nhắm mắt. Và trong cái tình cảm đó thì trong cái sự đau xót đó thì bố Quốc Khanh đã viết lên nhạc phẩm Mẹ Ơi để tưởng nhớ bà nội. Mẹ của tôi chân lấm tay buồn, bỏ tuổi xuân vai gánh gia đình, đồng ruộng sâu bốn mùa sương gió, vì đàn con chẳng nề gian khó, tiếng trẻ cười làm mẹ ấm lòng. Tôi lớn dần trong tình mẹ yêu, xuống mộ phần là hết mẹ. Trong suốt thời gian mà Quốc Khanh sống với gia đình cho tới khi trưởng thành thì
hình như là chưa bao giờ thấy bố Quốc Khanh rớt nước mắt. Nhưng khi mà Quốc Khanh hát nhạc phẩm này lần đầu tiên cho tới lần khi mà diễn ở live show của mình, có bố mẹ Quốc Khanh ngồi đó, thì đó là hai lần mà Quốc Khanh thấy bố Quốc Khanh rớt nước mắt. Lĩnh vực hòa âm. Và gần đây á, là đây là một cái thử thách mới trong cái nghề nghiệp của Quốc Khanh. Mà cái cuốn khi mà hòa âm á, Quốc Khanh phải nói là trong tất cả những bài mà Quốc Khanh hòa âm gần đây, thì cái project Hùng Ca Xứ Việt là Quốc Khanh bỏ nhiều thời giờ nhất. Tại vì Hùng Ca Xứ Việt, cuốn DVD này mang tính chất hòa âm theo dạng orchestra nhiều hơn là nhạc pop. Mình phải research, hả? Mình phải nghe thật nhiều những bài orchestra, cách họ hòa âm làm sao, những người tiền bối đi trước. Mình phải nghe thật là nhiều và học hỏi. Và nó là một cái lĩnh vực khác nữa. Cũng không phải là một điều dễ đâu nha. Nhưng mà không phải là một điều dễ đâu. Trên đầu sông ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên núi Lê căng hờn hờn, căng như chiều sao. Ôi xôn xao chinh trống hối thúc đã rục ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lửa thiên dậy bập bùng, tay đốt lửa tay vung kiếm. Thì Quốc Khanh rất là thích khi mà hòa âm cái project Hùng Ca Xứ Việt. Thích đây là mình bỏ thật nhiều thời giờ, thật nhiều tâm huyết của mình, bỏ hết tấm lòng của mình ra để mình làm, và bỏ hết tấm lòng của mình ra để mình ca. Tại vì cái chương trình này nó mang một cái ý nghĩa vĩ đại hơn là một bài tình ca trai gái bình thường. Cho nên là khi mà làm á, thì cái máu và cái hồn của mình nó dồi dào hơn, nó lớn hơn là khi mà mình hòa một bài nhạc tình ca trai gái bình thường, đúng không? Những sinh nghiệp ngôi trường nhà thương ba hầm mỏ, ôi bao la thăm thắm ba cát cánh đồng bằng với lưỡi tre xanh, ba tiếng ê a đầu làng lại cùng nguyện cầu cho người vùng xuôi. Thực sự là khi mà Quốc Khanh nói mình đam mê hòa âm, nhưng mà về những cái technical, fundamental technical về âm nhạc á, thì Quốc Khanh lại không có cơ hội để đi trường lớp để học. Cái gì mình cũng tự học hết. Và gần thời gian gần đây á, sở dĩ mà Quốc Khanh học được nhiều thêm nữa là tại vì làm trong phòng thu Asia, được nói chuyện với các nhạc sĩ của trung tâm Asia, cho nên là mình mới build được cái nền tảng của mình nó vững hơn một chút. Tại vì mình thấy anh Đức hòa âm vậy, anh Đang hòa âm vậy, anh Hồ hòa âm vậy. Quốc Khanh ngồi trong đó đã thấy hòa âm 4 năm nay rồi. Mình thấy được chi tiết của hòa âm, đúng không? Thì mình học được rất là nhiều. Và khi mà bây giờ mà Quốc Khanh xa hỏi là cái hòa âm của Quốc Khanh có nghĩ là nó sẽ đi xa không? Thực sự đó, khi mà Quốc Khanh hòa âm thì cái điều mà chủ chốt mà Quốc Khanh để ý tới là cái hồn của bài nhạc thôi. Quốc Khanh ráng làm sao mình bám sát cái hồn của cái bài nhạc và cái hình ảnh của cái bài nhạc nữa. Tại vì mình, nếu mà mình làm một cái bài hát theo Quốc Khanh nghĩ thôi, mình làm một cái bài hát mà nó không có đúng cái hình ảnh, không có đúng với cái hồn của cái bài, thì người ta nghe sẽ không có cảm được. Và mình làm xong mình hát mình cũng không cảm được nữa. Đúng không? Mình phải làm sao mà ráng bám sát cái hồn. Quốc Khanh bao giờ cũng ráng thật là ráng để đừng có lạc ra khỏi cái hồn của bài nhạc. Dường như là bài, một trong những bài mà Quốc Khanh thích nhất, thích nghe nhất trong thời gian gần đây, và một trong những bài mà Quốc Khanh bỏ nhiều thời gian để hòa âm nhất, đó là bài Trên Đầu Súng mà Quốc Khanh đã hát với
Đan Nguyên. Dạ, đó là một bài mà Quốc Khánh khi mà làm hòa âm nó sướng lắm. Tự nhiên cái người mình nó rần rần máu lên mà nó sướng lắm. Từng nốt nhạc mà mình đánh, ví dụ tiếng flute vô là mình thấy trời ơi. Tự nhiên cái nó sướng cái người mình ra, mình máu, tại vì làm sao mình Quốc Khánh nghe cái bài đó nghe tới nghe lui nghe cả tuần trời rồi mới bắt đầu ngồi xuống làm. Nghe chừng nào mà mình ngủ mình vẫn mơ luôn á, rồi mới ngồi xuống làm. Là lúc đó trong máu mình rồi, tại vì cái ngồi xuống là mình thấy sướng lắm. Đã được cái cơ hội góp sức, được cơ hội đứng trên sân khấu hát những bài hùng ca đó là một cái vinh hạnh lớn nhất trong sự nghiệp của Khánh. Thực sự mà cái điều mà Quốc Khánh mong muốn đạt được á là làm sao mỗi sáng thức dậy đều vui vẻ. Bây giờ thì cũng như vậy, nhưng mà chỉ ước mơ làm sao á là cho hết cuộc đời của mình luôn, là cái mỗi sáng mình thức dậy mình được vui vẻ, coi như đầu óc mình nó thanh thản. Bận rộn thì cái đó là khác, công việc stressful thì khác nữa, cái đó mình không nói, cái đó là công việc của mình rồi. Nhưng mà cái đầu óc của mình á thanh thản đây là mình thức dậy mình có thể làm những gì mà mình yêu thích từ giờ cho tới hết cuộc đời của mình. Cái đó là Quốc Khánh nghĩ lại là cái ước mơ lớn nhất của Quốc Khánh, có thể tiếp tục làm những gì mà mình thật sự yêu thích. Thì đơn giản thôi. Kính thưa quý vị, đối với Christine Sa, đó là câu trả lời đáng nhớ nhất trong cuộc phỏng vấn gần 2 năm trước. Và với tất cả những sự thay đổi tốt đẹp trên con đường sự nghiệp của nam ca sĩ Quốc Khánh, Christine Sa đã tò mò muốn biết rằng gần 2 năm sau, những ước mơ của anh ấy đã có thay đổi hay không? Cái ước mơ mà Quốc Khánh muốn không phải là 10 năm nữa mình sẽ đạt được hay không, mà Quốc Khánh ước mơ đây là ước mơ cho hàng ngày. Hơi tham chút. nếu mà nói thì thường thường người ta ước mơ là 10 năm nữa mình ước mơ mình sẽ được cái này. Okay. Không, Quốc Khánh là ước mơ hàng ngày thôi. Hàng ngày sao? Mỗi ngày đều ước mơ là mình được vẫn tiếp tục sống với âm nhạc. Vẫn tiếp tục hát. Vẫn tiếp tục được hòa âm. Nói chung là được mỗi sáng thức dậy làm những gì mình yêu thích. Wow, Christine hỏi là vì đang trick Quốc Khánh. It's a trick question, bởi vì 2 năm trước Christine cũng hỏi y hệt cái câu hỏi này, và Khánh đã nói là Khánh rất là muốn mỗi ngày được vui vẻ. Rất là đơn giản. Đúng. Và bây giờ cũng y hệt như vậy. Đúng. Very nice. Và mình ước mơ mỗi ngày thì không biết có tham quá không, nhưng mà đó là sự ước mơ của Quốc Khánh. chơi dụ. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bấy lâu. Thưa quý vị, tình cờ thôi nhưng mà anh nam ca sĩ Quốc Khánh đã là người khách mời đầu tiên của chương trình, và hôm nay là người khách mời cuối cùng. Christine Sa xin kính mời quý vị hãy lắng nghe một vài lời từ người khách mời đặc biệt của mình hôm nay để kết thúc chương trình. Quốc Khánh xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Christine Sa Heart to Heart, và hôm nay cũng một lần nữa xin cảm ơn Christine đã cho Quốc Khánh có cơ hội để tâm sự với quý vị nhiều hơn về cuộc sống cá nhân của mình cũng như là cuộc sống trong nghề nghiệp của mình, và mong là tất cả quý vị sẽ có được một mùa lễ hội năm nay, tại vì gần tới Christmas, New Year và Tết Ta của mình nữa. Mong tất cả quý vị có được nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn cho năm tới. Xin cảm ơn quý vị.
Christine Sa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, cái clip ngắn này là để Christine Sa chia sẻ một thông báo về chương trình Heart to Heart trong ngày 25 tháng 12 của năm nay, năm 2011. Thì chúng tôi xin trình chiếu tập cuối cùng của chương trình Heart to Heart. Trong chương trình đó thì Christine Sa cũng dự định là sẽ chia sẻ những kế hoạch của mình trong tương lai với quý vị khán thính giả. Christine rất là mong, rất là hy vọng rằng quý khán thính giả sẽ đón xem để mà Christine có thể hẹn được gặp lại quý vị. Và tạm thời thì cho Christine xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, lãng mạn và bình an bên cạnh gia đình và người yêu. Xin kính chào quý vị.